Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng để theo dõi chương trình Nhận Định Thế Sự ngày hôm nay cùng với bình luận gia Lê Đại Quyên. Kính thưa quý vị, thì trong cái tuần cuối tuần này thì một cái sự kiện khác cũng đang diễn ra là các ngoại trưởng của các nước trong khối ASEAN cũng sẽ họp lại với nhau tại Malaysia. Lần này thì cũng vấn đề Biển Đông cũng là một vấn đề trong những đề tài mà những ngoại trưởng sẽ bàn đến, cũng như chúng ta cũng nghe nói về COC, tức là những ứng xử trên Biển Đông. Thì kính thưa bình luận gia Lý Đại Quyên, ngó lại cái lịch sử của ASEAN trong những cái năm tháng vừa qua, chúng ta thấy người ta nói là ASEAN là một cái khối có thể nói là không có đoàn kết với nhau và lúc nào cũng bị ảnh hưởng của thế lực của Trung Cộng, lúc nào cũng tìm cách gọi là phân hóa cái ASEAN. Thì lần này trước những cái trong năm vừa qua cũng như là trước đây cái sự hung hăng của Trung Cộng, thì theo ông ASEAN lần này có mạnh mẽ hơn những lần trước không thưa ông? Vâng, cái cuộc họp của các ngoại trưởng ở bên Malaysia đó, đầu tiên trong năm nay, vì Malaysia bây giờ là chủ tịch cái ASEAN, và năm nay họ quyết định, ASEAN quyết định là đi vào thành một cái gọi là khối kinh tế, chứ không phải là một cái nước, các nước hợp tác với nhau, nghĩa là can thiệp nội bộ, không can thiệp, họ là thành một khối. Và một khối như vậy thì họ phải có, họ nhìn ngay rằng cái mà đang đe dọa cái khối an ninh của khối này là Trung Cộng ở Biển Đông. Họ đang bành trướng ra, họ xây những cái gọi là căn cứ quân sự ở trên Biển Đông, họ làm tất cả những công an như vậy, thì rõ ràng là bây giờ ngay đầu tiên họ lên tiếng là họ rất quan ngại về vấn đề an ninh ở Biển Đông. Và trong khi đó Philippines thì lên án ngay tức khắc Trung Cộng, họ không nói gì cả. Thành với vấn đề đặt ra là bây giờ ASEAN là hợp chất với nhau, và không phải là Việt Nam, không phải là Philippines, không phải Malaysia, tất cả các nước bị Trung Cộng gọi là chiếm cái chủ quyền của vùng đó, nhưng mà cả khối ASEAN phải có trách nhiệm chung, đó là vấn đề chung. Thành vấn đề đặt ra chúng ta thấy cũng không phải ngạc nhiên lắm. Chúng ta nghe vừa qua thấy về bên Malaysia đang là bị gần như bị bão tố, thì ông tổng thống Obama và ông thủ tướng Mahathir đánh gôn với nhau ở Hawaii. Họ làm cái gì, họ nói cái gì, vì biết rằng cái cơ hội này là cơ hội mà Mỹ phải làm việc với khối ASEAN, và cái người chủ tịch khối ASEAN là ông Malaysia. Thì vấn đề đặt ra, ông đã được đem ra tất cả vấn đề gì mà đem ra, phải ngay đầu tiên cuộc họp ASEAN của khối ASEAN đó, của các ngoại trưởng đã đặt vấn đề Biển Đông. Đó là vấn đề ta thấy rõ. Từ Ấn Độ, Mỹ, Nhật Bản rồi ASEAN đều đặt vấn đề Biển Đông. Trong năm nay họ phải làm sao cho từ cái DOC sang COC, tức là nguyên tắc ứng xử bây giờ là phải vào luật lệ quy luật giữa các nước ở có tranh chấp Biển Đông, và cái Biển Đông nó phải có gọi là có luật lệ, luật pháp. Trung Cộng không thể vượt qua cái luật pháp được. Cho nên tất cả như Mỹ có đòi hỏi là Trung Cộng luôn luôn phải tôn trọng luật pháp, tôn trọng chủ quyền các nước khác, Trung Cộng không tôn trọng thì bây giờ dùng luật lệ ra. Đã vấn đề đặt ra là chúng ta hy vọng cái luật lệ đó sẽ được Trung Cộng nghe theo. Không được, ông không nghe đâu. Không nghe. Nhưng mà khi mà cả thế giới là đi vào rồi, và nhất là cái việc mà luật pháp quốc tế họ đặt ra rồi, luật lệ của biển họ đặt ra rồi, thì chúng cũng đã ký rồi, anh phải theo thôi. Kính thưa quý vị, thì trở lại vấn đề Việt Nam, thì chúng ta biết là trong những tuần lễ vừa qua thì hội nghị của Trung ương Đảng lần thứ 10 được tổ chức, và cùng một cái buổi có thể là bỏ phiếu tín nhiệm. Thì theo những cái nguồn tin ta biết là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có số phiếu tín nhiệm cao nhất. Thì kính thưa bình luận sĩ Lê Đại Quyên, chúng ta biết là trước đây Trung Cộng cũng luôn luôn lên án việc Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có xu hướng ngã theo Hoa Kỳ, và đến bây giờ chúng ta thấy đến thời điểm này ngay cả báo chí của Trung Cộng cũng đã nói đến việc là Nguyễn Tấn Dũng, họ lo sợ Nguyễn Tấn Dũng ngã hẳn sang Hoa Kỳ, và có một cái số đường đề nghị đưa ra là dùng kinh tế để lôi kéo không riêng gì Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mà Việt Nam khỏi ảnh hưởng của Hoa Kỳ. Thì thưa ông, theo ông thì nhận định của ông trong những ngày tháng sắp tới, cái việc này ảnh hưởng như thế nào thưa ông? Và chúng nó biểu chứng tỏ rằng Trung Cộng hình như ngoài nước ngoài rồi.
Ngày xưa không phải đâu, ngày xưa từ thời của ông Đỗ Mười, ông Lê Khả Phiêu rồi ông Nguyễn Văn Linh, tất cả không ông có cái chuyện đó. Mỹ Trung Cộng cứ lệnh ra là bên này làm thôi. Tự nhiên bây giờ nước ngoài kêu là ô Nguyễn Tấn Dũng thì ngắm vào ghế tổng bí thư rồi sẽ đi theo Mỹ. Báo chí mà báo chí của Trung Cộng là báo chí của Đảng, dù không phải là chính thức mà nó là của tay sai của Đảng, cho nên chúng ta tờ Hoàn Cầu Thời Báo họ đưa ra như vậy. Tại sao phải đưa như vậy? Bởi vì đưa như vậy để làm gì? Để chia rẽ cái, làm chia rẽ cái nội bộ của Đảng Cộng sản. Bởi vì có khuynh hướng thân Tàu, không khuynh hướng thân Mỹ. Bây giờ anh rõ rệt ra anh nào thân Mỹ, anh nào thân Tàu. Bây giờ tạo ra cái cuộc xung đột ở trong nội bộ mà chính nước Tàu tạo, chứ không phải ngày xưa Tàu không tạo cái đó, bây giờ chính Tàu tạo cái đó. Và trong khi Mỹ ào ào đổ vào, tất cả mọi mặt đều đổ vào, và nhất là cái thời chuyển đến Bình Dương nó sắp thành hình. Thì vấn đề đặt ra bây giờ là tạo ra một cơ hội mới để cho cái nội bộ của Trung Cộng ở Việt Nam xung đột nhau. Thì chúng ta thấy rằng cái sự xuất hiện của cái gọi là cái gì quyền đó, cái website mà chân dung quyền lực. Cái chân dung quyền lực ấy nó đánh gì, nó đem tham nhũng ra, nó đấu. Đầu tiên là Nguyễn Xuân Phúc, là chính phủ. Thứ hai đến là Hùng Quang Thanh, bây giờ là đến anh viện kiểm soát là anh Nguyễn Thái Bình. Nguyễn Thái Bình, cho nên vấn đề là sao nó đánh hết. Bây giờ Đảng Cộng sản vừa mới chốt được 22 anh vào Bộ Chính trị và Ban Bí thư. Để xem cái nhân dụng quyền lực này nó có đem ra không, nó phơi bày ra không, anh nào lỗi, anh nào thôi nha, anh nào mà trong Đảng Cộng sản mà không lên tham nhũng, nó không là tham nhũng. Thì chúng ta thấy rằng từ một cái gọi là cái chân dung quyền lực, nó sẽ thành ra trung tâm quyền lực. Bởi vì nó nắm tất cả dư luận ở Việt Nam bây giờ. Nó giới thiệu những anh tham nhũng ra thối nát ra. Thì cho cũng... nên ngay Phùng Quang Thanh mà đang đi Ấn Độ để thảo luận về quốc phòng cùng không dám đi nữa. Còn Nguyễn Chí Dịnh phải thầy. Thì chính cái sự đấu đá này trong nội bộ Đảng nó phơi bày ra, người dân trong nước biết được những cái sự thối nát của cái chính quyền cộng sản. Cho nên là chúng ta thấy rằng cái gọi là chân dung quyền lực ấy, nó trở thành một cái loa tuyên truyền rất mạnh vào dân chúng, đại khối dân chúng. Vì họ làm công việc mà từ xưa nay không ai biết cách mà làm cả. Và họ có thực sự ra có điều tra kỹ lưỡng. Họ không đem cái gì mà ra mà không có chứng cứ. Mà chắc chắn đứng đằng sau cái chân dung quyền lực phải là một cái thế lực rất là mạnh. Chứ nếu mà một cái người bình thường làm như vậy thì cái chắc website đó bị đóng cửa rồi, phải không thưa ông? Ngay phải nói rằng chúng ta cũng nghi ngờ rằng nó cũng nằm ở trong Việt Nam. Nó nằm đâu bên chỗ nào đó chứ, mà Việt Nam, mà Việt Nam thì nó công an nó khám phá lôi ra, nếu không phải là của công an thì công an nó khám phá lôi ra ngay tức khắc. Cho nên vấn đề đặt ra nó là một cái từ xưa nay chúng ta thấy rằng cứ nghi ngờ rằng cái dư luận không quan trọng ở nước khoa ở Việt Nam vì cộng sản nắm toàn bộ ngôn luận rồi. Thì bây giờ một cái website nó ra đời, nó chiếm toàn bộ cái dư luận của Việt Nam và nó đủ khả năng là áp lực ngay trong nội bộ chính trị. Điều đó chúng ta phải thấy rằng nó có một cái gì ghê gớm lắm đứng sau lưng, chứ không phải là một cá nhân này, nó có hẳn một cái hệ thống đứng sau lưng. Đúng như vậy. Chúng ta thấy rất tiếc là thời gian còn rất ít, nhưng mà bình luận gia Lý Đại Nguyên có muốn nói về vấn đề Yemen mà chúng ta biết là trong ngày bên Yemen bây giờ là họ đảo chính, coi như đảo chính. Tại sao đảo chính? Đảo chính một cái chính phủ mà của Mỹ để mà tiêu diệt Al Qaeda ở khu vực đó. Bây giờ đảo chính rồi, mà khuynh hướng đảo chính là khuynh hướng của Iran, mà trước đây cái khuynh hướng mà đi Mỹ là của Sunni, là của Ả Rập Xê Út. Mà ông Ả Rập Xê Út là ông bao che cho Al Qaeda. Thành ra Iran nhân cơ hội đó muốn làm đảo chính, nó lên và nó cũng chống lại Al Qaeda. Và nó chống luôn cái Hồi giáo quá khích nữa. Là bây giờ
hầu như là Iran và Ả Rập Saudi đang là tranh chấp để làm việc và tiêu diệt nhóm Al-Qaeda và nhóm khủng bố. Đó là một điều chúng ta thấy rõ ràng đặc biệt. Và bây giờ cho nên ông Mỹ phải vội vàng bỏ ngăn cái cuộc đi thăm Ấn Độ sang bên Ả Rập để vuốt ve, để bảo yên tâm có chuyện gì thì vẫn còn đây, tôi vẫn là ở quê không. Cái quý vị có thể nói là vấn đề Trung Đông, cái câu chuyện dài không bao giờ chấm dứt được. Thì rất tiếc là thời lượng của chương trình có giới hạn ngày hôm nay, chúng tôi phải chia tay quý vị. Rất là cảm ơn những lời nhận định của bình luận gia Lý Đại Nguyên ngày hôm nay, và mời ông Lê chia tay quý vị khán giả thưa ông. Xin chào quý vị. Dạ, một lần cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình nhận định thế sự ngày hôm nay, và chúng tôi xin hẹn quý vị trong chương trình tuần sau.